Tranh gỗ Minh Châu chúng tôi gửi tới quý vị một cái quạt cực kỳ độc đáo. Có cái chữ này là chữ tâm này. Và bên này là cành hoa mai, hoa rồng và một nhành hoa lan. Cái quạt này thì tổng cái chiều ngang của nó là 90 và cái cao từ đỉnh quạt xuống dưới là 56 cm. Chúng tôi đã phải lựa một cái miếng gỗ cực kỳ là hợp lý luôn. Nếu mà chọn một miếng gỗ vuông thì nó rất là tốn gỗ. Chọn được cái miếng gỗ này rất là phù hợp luôn. Ngang 90, cao 56. Liền quý vị nhá. Quý vị thấy nó liền tít 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 không ạ? Một miếng gỗ liền lành. Rất to, rất tốn gỗ và chỉ chọn được một tí cái quạt đấy thôi. Ngang 90, cao 56. Quý vị xem nhà mình chỗ nào treo nó vừa nó đẹp thì liên hệ với chúng tôi và chơi ngay bước này. Cái đường nét chúng tôi đục cực kỳ sắc sảo này, quý vị thấy không ạ? Đục cực kỳ nét luôn. Lan quạt quá đẹp. Đây là cái đào rồng này, với những cái bông hoa mai này, chú chim này, hai chú chim, bông hoa mai, tuyệt vời không quý vị, quá đẹp luôn. Cực kỳ mượt mà, nhất là cái cành hoa lan này, nhành hoa lan này, quá mềm mại luôn. Cái đường, cái lá của nó sắc sắc sảo mềm mại, độ uốn lật cực kỳ mềm mại luôn. Những cái bông hoa của chúng tôi, những từng cánh một làm cực kỳ tỉ mỉ trau chuốt. Ngang 90 và cao 56 quý vị nhá. Miếng gỗ liền lành tít tình tịt. Quý vị thấy cái chỗ lứt này không ạ? Vừa hay cái chỗ lứt này, chúng tôi phải nói là chọn một cái miếng gỗ cực kỳ khoai luôn. Vừa hay hợp lý đúng không ạ? Quá tuyệt vời luôn. Gỗ này gỗ gõ đỏ Nam Phi quý vị nhé, gõ đỏ Nam Phi. Đây phía sau của nó này cực kỳ lành lặn này. Quý vị mua hàng liên hệ với chúng tôi số điện thoại 0975 940 966. Xin trân trọng cảm ơn.